con chào ông. Dạ. Dạ. Ông ơi, đợt trước con vô thăm nhưng mà không có gặp ông á, ông kia bán vé số đó. Dạ, bán số. Dạ. Đợt trước con vô thăm nhưng mà không có gặp ông. À, ông đi bán vé số thì hôm nay con trở lại thăm á. Dạ. Dạ. Ông với bà ngủ trưa ha. Dạ, ngủ nghỉ. Dạ, con chào bà cái nha. Dạ, chào bà. Dạ. Con hôm trước ghé thăm đó bà. Dạ. Con mắt bây giờ thấy không rõ. Dạ. Rồi hai trái giò thì nhất. Cơm nước gì chứ bà? Rồi sáng nấu ăn rồi. Dạ. Cũng ráng ra nấu. Dạ. Còn ăn. Còn ở nhỏ đó thì con còn ăn tuổi. Rồi, thế này con hỏi thăm ông xíu cái đã. Ừ. Ông bán vé số hôm nay để trước bàn trước nhà về bán đó hả? Dạ. Dạ. Rồi chiều mới đi à? Dạ, rác sợ còn nếu ế còn chút đỉnh hôm nay đi tới 3, tới 2 giờ mấy em giao số rồi. Dạ, à, có nào còn dạ. Thì đẩy xe đi đó. Dạ, dạ không? Xe này. Dạ. Ôi, chiếc xe này mình đẩy đi biết đi khi nào tới trời. Rồi đi được, lần lần ta đi được. Dạ. Nãy giờ. Nay tụi con xuống con thăm thì có nhà hảo tâm có cho ông bà với cô một ít quà tiền á. Dạ, để dành mà xài. Dạ. Dạ. Nói tôi lại thăm gia đình tôi về thấy rõ ràng kiệt quệ quá rồi. Dạ, con biết về, rồi, con biết gia đình mình khó khăn rồi. Khó khăn quá rồi, nên chơi thì thấy dù có mơ nhiều lắm. Nhưng mà con hỏi thăm cái là nhà hảo tâm cho tiền bây giờ ông có chỗ nào gửi không hay sao? Không có nhiều rồi để đó dần dần ăn xài là dài tới. Được. Vì chúng còn cũng không nọ chưa ấy cũng còn thiếu nợ nữa. Còn thiếu nợ hả? Dạ. Thiếu ai vậy ông? Thiếu dân nhà nước tới 50 triệu. Thiếu 50 triệu luôn hả? Tiền gì mà thiếu dư vậy ông? Vì có cái nhà ấy, rồi có cái nhà trống á. Rồi hồi lúc mà Mạnh nó dây có cái nhà trong chung cư á. Dạ. Rồi thật ra rồi bán ngay kia thăm xài mới vô nữa. Ồ, thiếu nhiều dữ vậy đó hả? Dạ. Nè, thiếu nhiều quá thì vượt quá khả năng đó rồi. Dạ, tôi bán này đi kiếm ăn sống qua ngày nè. Dạ. À, nhà hảo tâm thì cho có 20 triệu thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà tiền này để cho ông bà để dành xài chứ ông bà đem trả nợ hết rồi thì dạ. Đâu mà xài? Không có trả đâu. Không trả đâu hả? Dạ. Nhưng mà ông chưa được không vậy? Có 20 triệu luôn á mà. Được. Rồi. Ông bà già là mấy người được rồi đó, mấy người con người. Nhà con nó không có cửa rồi, nguy hiểm quá đó không? Không sao đâu. Sao hồi nào tôi bán hủ tiếu ở đây 50 mấy năm rồi. Dạ. Hủ tiếu còn ấy, mai tôi mới nghỉ năm nay vậy. Dạ. Con hỏi thăm bà cái nữa coi đây nha. Dạ. Đó. À, con hỏi cái này bà nè. À, hồi nãy con nói là nhà hảo tâm có cho ông bà được hơn 20 triệu xíu. Dạ. Dạ, nhưng mà có ông thì ông nói dự được nhưng mà bà tính sao? Được. Được ông hả? Không có ai vô lấy gì hết. Ông ở trong cho đơn triệu bạc bán số rồi thôi. 500 mà kể có 20 ngàn rồi đi chút đặt cũng lại nó trả con lại biết rồi thì đó là người tốt nhưng mà là người xấu nó coi được thì sao? Biết không, ông bà có tiền số tiền lớn con rất là lo á. Không sao, không ai lấy hết à. Dạ. Ta cho không ai lấy. Cô ơi. Khổ quá, ai lấy làm gì? Ông bệnh rồi, ông bán mấy ngày ông bán không nói đi, không nói nữa. Dạ. Con biết á thì số tiền này đưa cho ông bà con cũng rất là lo đó. Không có sao giữ được, không ai lấy hết. Không ai lấy. Dạ, nhưng mà ông bà cứ kiên quyết là giữ được. Mà tôi cảm ơn tiền. Dạ. Mà ai cho? Nhiều người cho lắm đó bà. Vậy hả? Dạ. Thôi bây giờ tôi nhớ gọi rồi, tôi cảm ơn hết trơn. Dạ. Trời ơi, bao nhiêu đó tôi mừng dữ lắm. Dạ. Tôi nhiều khi chịu bạc không có nữa. Đúng rồi, nhưng mà giờ cho tới 20 mấy triệu luôn á. Dạ. Dạ. Tôi mừng lắm rồi. Dạ. Tôi để dành mua thuốc cho con nhỏ nó uống nữa đó. Mua dạ. Thuốc hoài nè. À, ông bà nó đậy mặt lại. Dạ. Đậy
Ông bà ơi, à, bây giờ con đọc tên của các nhà hảo tâm tặng cho ông bà rồi con đưa tiền cho ông bà nha. Dạ, cái này con báo cho ông bà biết là số tiền của nhà hảo tâm cho là được 24 triệu 150 ngàn đồng. Dạ, đó, số tiền này rất là lớn luôn á nha. Ông bà cất cho cẩn thận giùm con cái chứ, con mang tới rồi lờ mà ông bà có chuyện gì là tụi con ái náy lắm á, không dám xài bậy đâu. À không, con biết không dám xài bậy rồi, nhưng mà có nghĩa là cất hoặc gửi đâu cho nó cẩn thận á. Chứ cái tụi nó lừa đảo nhiều lắm, nó biết ông bà có tiền nó vô nó lục lấy hết trơn à, nó vô lấy hết trơn à. Dạ uồn lắm á nha ông. Cái này mà ông bà đi bán vé số chắc chục năm cũng để dành á. Dạ thì đó, thì con nói vậy để ông bà để dành cái chứ con sợ ông bà mất vậy chứ, con nói nhiều như vậy nhưng mà con chủ yếu lo cho ông bà thôi à. Rồi vậy thôi để con đọc tên nha. Đây thì con đọc tên của các nhà hảo tâm rồi con đưa cho ông bà. Đây ở ngoài này sáng sáng xíu em này. Rồi đây không sao. Cụ thể là có anh Hiếu ở quận 2 gửi tặng 500 ngàn đồng, chị Uyên ở bên Mỹ tặng 1 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Hùng ở Bình Dương tặng 1 triệu đồng, một chị ở Cà Mau tặng 500 ngàn, một chị ở Cần Thơ tặng 1 triệu đồng. Người ủng hộ ở Bình Chánh, người này không có nêu tên, chỉ nói là người ủng hộ ở Bình Chánh thôi, 500 ngàn. Hai chị em cô Bành Khánh Linh và chú Bành Trí An ở nước ngoài tặng 100 đô là được 2 triệu 340 ngàn đồng. Cô Minh ở quận 2 tặng 2 triệu đồng. Anh Cường Ngô ở Seattle tặng 2 triệu 300 ngàn đồng. Anh chị Nam Phường ở Mỹ tặng 50 đô là được 1 triệu 170 ngàn đồng. Chị Trang Bàn ở California của Mỹ tặng 100 đô là được 2 triệu 340 ngàn đồng. Chị Đào ở quận 3 tặng 2 triệu đồng. Chị Trần Mai Phương ở Nhà Bè. Trần Mai Phương ở Nhà Bè tặng 5 triệu đồng hả em? Dạ đúng. Tặng 5 triệu đồng. Cô Võ Thị Hoàng tặng 500 ngàn đồng. Một cái người chuyển khoản tên là Lộc Phước gì đó, chuyển khoản trên tài khoản BIDV ngày 7 tháng 3 là 1 triệu đồng. Và chị Kim Liên ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tặng 1 triệu đồng. Tổng cộng với số tiền là được 24 triệu 150 ngàn đồng. Rồi, ông bà ơi, được con nói số tiền ông bà nhớ không? Nhớ. Dạ, bao nhiêu ông? 2 mấy triệu. Đúng rồi, dạ, 2 mấy triệu. Số tiền lớn đó nha ông. Dạ, ông cất rồi. Cho nó cẩn thận giùm con với dạ, nha. Biết rồi. Dạ, tại con cũng lo cho ông bà thôi, con dạ, đưa dạ. Số tiền lớn. Nhưng mà con xin phép là ông có đếm tiền được không vậy? Được. Dạ được thì mừng dạ. Đây, ông đếm giùm con cái nha. Dạ, dạ. Đây. 24 triệu 150 ngàn đồng. Rồi ông xác nhận là ông đã nhận đủ cái số tiền giùm con cái nha. Dạ. Dạ. Rồi ông còn minh mẫn nữa. Tôi 88 rồi. Ông 9 mấy rồi đó hả bà? Tôi 88. Dạ. Rồi bây giờ mắc đâu. Đừng có nói để ông đếm để kẻ ông nhầm. Dạ, đó, để ông đếm của lộn. Ông còn đếm đâu được. $4.150.000. Dạ, đúng rồi, 150 ngàn. Dạ, 150. Dạ, dạ, đúng rồi, vậy là đủ rồi ông nha. Dạ. Đó, ông tự đọc số tiền luôn cả nhà, là có nghĩa là ông đã đếm đủ. Dạ. Rồi, ông cho con hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?
Nay là giấy tờ là 90 mấy tuổi rồi. 90 mấy, 99 hay là 9 mấy? 9 là 128. Sinh năm 1928. Ừ. Dạ. À, 93 tuổi. 94. Ờ, 94 vậy. Dạ, trời ơi, 94 mà minh mận dữ ha. À, tôi nằm nhà thương hôm nọ đó, trong nhà thương ai cũng nằm nói có tôi ông già vậy em sao muốn minh mận dữ đó. Minh mận dữ, dạ. À. À, bây giờ là ông đi bán vé số nuôi vợ với nuôi con gái. Dạ. Dạ, trời ơi, thương dữ đó. À. À, cũng nhờ cô bác á, cho thương cho gạo khi ăn á, đỡ lắm á. Dạ. Ở xã này với ủy ban cho đồ nấu rồi ủy ban cho không đó. Dạ ủy ban cho. Dạ đến ra rồi biết ủy ban cho không á. Dạ. À, thì những cái phần quà khác thì ủy ban cho thì dạ. Bây giờ hôm nay cũng có cái dạ. Nhà hảo tâm người ta gom góp lại người ta cho tất cả nghe là gì ở người ở Mỹ rồi tất cả tôi cảm ơn rất nhiều lắm. Ở nhiều nước lắm ông Mỹ dạ, có dạ. Mà Việt Nam mình cũng có dạ. Đứng riêng gì Mỹ dạ. Dạ. Mấy người mà đi Mỹ á dạ. Dạ. Dạ tôi sống đây cũng nhờ cô bác thương á cảm ơn dữ lắm dạ. Dạ. Chết đói không cô bác không dạ. Chết đói luôn có mần gì có tiền ông ơi giờ có ai vô mà nói là đi chung với con rồi vô mượn ông vài triệu ông có cho không vậy đi chung với con á dạ. Giờ có ai nói đi chung với con vô mượn xin ông vài triệu đồ xăng ông có cho không không dạ nhá đừng có dạ, cho dạ, nha dạ biết rồi con đi có hai người mà con dạ, không bao giờ xin rồi, tiền ông rồi, đâu dạ, nha dạ, dạ, dạ con dạng vậy đó cái vụ tôi biết dạ, dạ dạ chứ vô nói ông nằm xuống rồi đấm bóp cho rồi cho dầu cho đồ ông nằm đấm bóp lục lấy tiền hết luôn á dạ. Lấy không còn cái quần đúng luôn rồi, á nha đúng rồi dạ dạ đúng rồi đừng có chiều nha ông dạ dạ, dạ. Rồi con dặn ông vậy chứ bây giờ nó lừa nhiều lắm nó biết đúng ông rồi. Có tiền á dạ. Nó vô nó kêu ông nằm xuống đi ông nhức mọi chỗ nào đấm cho xoa dầu rồi cởi quần ông lấy hết dạ, tiền dạ, luôn á dạ, nha dạ dạ dạ, dạ. Con dặn ông vậy đó con sợ ông mất á con nói hơi nhiều xíu nhưng mà tại con trao tiền con phải nói vậy con sợ dạ dạ cảm ơn chú nhiều lắm dạ rồi cảm ơn tất cả những cái người cho dạ. Tiền chứ khỏi dạ, cảm ơn vợ chồng con dạ dạ, dạ. Rồi thưa ông xếp tiền lại cất đi dạ, được rồi, dạ. Được rồi. Rồi vậy thôi con ghé thăm ông bà gái rồi con đi ha dạ, cô rồi. Con gái hôm nay ngủ hay gì á dạ, cảm ơn nhiều lắm ngủ hả mai nó nằm vậy chứ không ngủ dạ không nghe nói ra là con ngủ biến mà dạ nằm giữa một thôi chứ còn có tay về ngoài chút đỉnh thôi còn như liệt hết trơn rồi dạ ông bà giờ già 94 tuổi mà phải là đi làm để bán vé số đó vậy thôi con chào ông bà ha dạ dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn rồi dạ cảm ơn nhiều lắm dạ dạ cảm ơn nhiều lắm làm mà thấy con kề thấy con tới à dạ con chào bà thấy con đâu bà làm chi bao á thôi cậu vậy đó hả à. Ừ, dạ ghé con thôi được rồi được con ghé thăm bà cái gì con đi vậy con cứ ghé thăm bà mừng đó dạ con không cho bà cũng mừng dạ bà ăn cơm chưa bà mới vừa ăn miếng trái chuối á dạ rồi cái tiền bộ hôm gửi hết chưa còn bà rồi. Xài là tiện lắm mà ta ý là con gửi không à gọi như là ta kêu bà mua một hộp sữa uống cho nó đỡ hai cái chân bà cũng bà tiện bà cũng được. Mua đi mua một uống đi cho nó khỏe rồi có sức khỏe mới bà 700 mấy rồi bà không dám mua cái bà bên đây bà nói không mua đi bà cho 200 cho nó để mai mua à mua đi được mới cho quá trời tiền mà không dám mua trời ơi con ơi bà chỉ uống thuốc nhiều nhất thôi con dạ tưởng ra muốn sữa hả ngày nào cũng uống hai cử thuốc ngày nào cũng vậy dạ bà mua lần bà để cả hộp luôn ừ. Bà đi mua lần mấy trăm vậy dạ mua này. Thuốc thôi chứ không dám mua đồ ăn không dám ăn gì hết cứ mua thuốc uống cho nó đừng đau nhất dạ cái thằng mới té ngày hôm qua nó đi ra nó té té nữa hả té ghét rồi trời mà dở cẳng lên đàng hoàng mà tại sao nó cứ nó té kì dạ té thấy thương luôn vậy ừ. Này hả té bầm tím hết trơn kìa rồi đi chi ra ngoài chứ rồi mình để té nữa vậy ở đây bà không dám đi mà lết không hết con à vậy á hả ừ. Này, hôm nay con ghé thăm bà này có cái anh ở bên Mỹ ảnh cho bà 200 đô đó ừ. Dạ dạ cảm ơn con nhiều lắm thiệt mà dạ nói cái này của anh ở bên Mỹ cho nếu mà của con ừ. Dạ. Thầy giàu người ta cho cũng có nhờ cô nhờ con đem thôi chứ con chứ có ngày nào đâu nhờ con dạ con lấy mới chút uống nước theo đường lấy rồi bà còn không dám xài mà con lấy rồi bà cháu làm sao con lấy đi thôi kệ bà cháu mình coi như bà cháu ruột đi ồ kêu mua hộp sữa không dám mua mà trời cho người ta thì sót làm sao vậy á bà vậy á vậy á hả hồi đó cũng vậy con cứ lấy một cái ừ
không có ai mà lấy được. Không có đâu, được, bạn nói được là được. Dạ. Không bao giờ ai Để con xíu đi nha. Dạ, cái này là của một anh ở bên Mỹ gửi tặng cho bà 200 đô là được 4 triệu 680 ngàn đồng. À, dạ, anh không có nói tên, anh nói là cứ tặng cho bà vậy thôi chứ anh không có nêu tên. Con nói giùm cảm ơn đồ này kia giùm bà. Dạ, rồi, đây con đưa cho bà này 1 triệu nè. 2 triệu nè. Con cứ lên là bà mừng lắm rồi. 3 triệu. 4 triệu. Cảm ơn con, nhờ có con bà mới có tiền chứ không có con cha bà có tiền. 4 triệu 600. Con cắt cái này. Con đi con đổi sang. 4 triệu 680 ngàn bà cầm biết cái đã, cầm biết cái đã. Trời. Cắt đi. Để coi cho nhiều. Nói gì cho 600 ngàn luôn hả? Đừng nhiều dữ vậy. Thôi đừng nói. Vậy thôi bỏ thêm 100 rồi vô mua hộp sữa uống đi. Bỏ vô thêm 100 nữa. Thêm 100 nữa mới đủ mua hộp sữa. Hộp sữa 700 hả? Không. Cắt đi. Cho gì chắc sót dữ lắm hả? Tiếc không? Không. Sao không tiếc? Tao kêu mua hộp sữa, muốn mua mà giảm cho vậy? Bà ăn bà tiếc. À, ăn thì tiếc, mà cho con thì tiếc. Cho ai cũng không tiếc. À gì hả? Trời ơi, sao mà tấm lòng tốt vậy? Hồi nào giờ bà vậy á? Nghèo mà vẫn bao dung vậy? Trời ơi, hồi đó bà cứ, bà mình được có tiền cái 512 giường á. Dạ. Cứ gầm cả bà vô và nấu cơm rồi bà tự hì. Trời ơi, nghèo mà. Dân miền trên á. Rồi, con biết rồi. Thôi, cầm đi. Con nhận tấm lòng rồi, con trả lại. Sao mà con lấy tiền của bà được mà? Dạ. Vậy cảm ơn con đó, nhiều lắm nha con. Con bao con giờ đi lấy tiền cực khổ. Rồi, có cực gì đâu. Đi xe máy, xe. Xe nó chờ con chứ con có chờ nó đâu. Nhất cực. Nhất lắm. Nhất lắm. Mới nằm cái bà nghe tiếng tre cái bà ngồi dậy chứ bà nằm hồi hôm bà thấy. Dạ mua thuốc uống nha. Dạ mua thuốc lát uống đi mua sữa. Dạ có mua không? Lát về gì mua? Về gì mua? Không, cái bà kia bà cho 200 bà biểu đưa bà đi mua. Cái bà nhà kế bà cho 200 đưa cho bà 500 rồi thôi đúng không? Bà biểu đưa bà 500 thì bà phụ vô 220 bà mua cho bà tôi. Hôm nay giờ tôi tiếc rồi. Tiếc gì, mới được thêm được 4 triệu mấy tôi đình cho con 600 đó làm sao? Lấy 600 của con đi mua đi. Mà hả là rồi đúng rồi. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ bà cảm ơn cái anh của anh ở bên Mỹ cho đó. Chứ đừng có cảm ơn con. Con nói giùm bà. Dạ. Thì con nói giùm bà chứ bà đâu có biết. Nói sao bà? Thì nói bà nhờ con cảm ơn giùm giúp đỡ cho bà mắng ơn nhiều. Đó đúng rồi, bà nói vậy là anh nghe được rồi đó. Dạ. Nghe hả? Dạ nghe được rồi đó. Dạ. Bà cảm ơn nhiều lắm, không bao giờ bà quên ơn đâu. Dạ, bà có chết bà có không quên nữa. Dạ, bà vui vẻ là mừng rồi ha. Dạ, dạ ăn uống vô nha. Dạ. Thôi, vậy con chào bà đó. Không, bà cũng cảm ơn con nhiều lắm nha con. Dạ.